Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tới dự. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên theo quy định số 60 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư, quy định về tổ chức đảng trong tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuyển giao 30 tổ chức cơ sở đảng với 863 đảng viên thuộc các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ trực thuộc 25 đảng bộ huyện, thị, thành phố và đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Cùng với đó, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng đã có quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Đồng thời, tổ chức đoàn thanh niên của các chi nhánh cũng được chuyển giao về trực thuộc Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoạt động hiệu quả, có đóng góp tích cực, đồng hành cùng địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động an sinh xã hội. Chiều qua ngày 5 tháng 4, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2016-2022. Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2022, huyện Thọ Xuân đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai lập và đầu tư xây dựng theo quy hoạch, phối hợp lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện và các khu chức năng. Tất cả các đồ án quy hoạch của huyện đều xin ý kiến của Sở Xây dựng theo quy định. Công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với điều kiện phát triển đặc thù của địa phương và định hướng phát triển huyện trong tương lai. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2016-2020 vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là công tác lập quy hoạch chi tiết tại một số xã thị trấn còn chậm, tầm nhìn và định hướng quy hoạch chưa tốt, chất lượng một số đồ án quy hoạch còn thấp, chưa thể hiện rõ định hướng phát triển lâu dài. Tại một số địa phương còn để xảy ra tình trạng đầu tư hạ tầng sai mốc quy hoạch dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch. Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát, đề nghị huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung làm tốt công tác lập hệ thống quy hoạch trên địa bàn huyện, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, thực hiện nghiêm các quy định về công bố, công khai, cắm mốc quy hoạch, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm, tổ chức sắp xếp cán bộ làm công tác quy hoạch phù hợp với chuyên môn, năng lực, trách nhiệm được giao, tăng cường phối hợp giữa các phòng ban đơn vị trong công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Các đề xuất kiến nghị của huyện Thọ Xuân liên quan đến công tác quy hoạch sẽ được đoàn giám sát tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng trong ngày hôm qua, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Quan Hóa giai đoạn 2016-2022. Giai đoạn 2016-2022, huyện Quan Hóa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hồi Xuân đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã phê duyệt 7 mặt bằng quy hoạch điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500, công bố cung cấp thông tin quy hoạch công khai, đầy đủ, kịp thời, cấp 86 giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền, xây dựng thành công 2 xã nông thôn mới. Hiện huyện đang kêu gọi nguồn tài trợ để thực hiện các dự án phát triển xây dựng và đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Như nhiều công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng chưa được cấp phép hoặc sai với giấy phép được cấp, việc điều chỉnh quy hoạch chung của các xã thị trấn chậm, nguồn kinh phí cho các hoạt động quy hoạch còn khó khăn, việc xây dựng quy hoạch kế hoạch chương trình phát triển đô thị chưa đầy đủ, thiếu hấp dẫn trong kêu gọi đầu tư. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị huyện Quan Hóa tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo về quy hoạch xây dựng trên địa bàn, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, huyện cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu, nắm rõ và nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng.
Đoàn công tác sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của huyện Quan Hóa và báo cáo chuyên đề trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. Hôm qua ngày 5 tháng 4, Thành ủy Sầm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Sầm Sơn đã xác định nội dung đột phá trong phát triển kinh tế xã hội như giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chăm lo đời sống của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm. Các phong trào, các cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp ủng hộ hơn 7 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, xây mới và sửa chữa 52 căn nhà với tổng số tiền hơn 4 tỷ 200 triệu đồng, xây dựng được gần 100 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, vận động nhân dân hiến hơn 1.000 mét vuông đất để mở rộng đường, trị giá gần 10 tỷ đồng. Nhân dịp này, thành phố Sầm Sơn đã vinh danh 21 tập thể và 34 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 4, Đảng bộ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã và thành lập Đảng bộ xã. Xã Vĩnh Long, vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Lộc, tiền thân của Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc. Ngày 5 tháng 4 năm 1953, xã Vĩnh Long được thành lập với một phần dân cư và đất đai của xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, một phần của xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1953, chi bộ xã Vĩnh Long được thành lập với 38 đảng viên. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương, góp phần khẳng định sự lớn mạnh của Đảng ta cũng như sự phát triển của địa phương. Với những đóng góp to lớn trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Long vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhân. Đảng bộ Vĩnh Long nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, được các cấp khen thưởng. Mới đây, đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam đã đến khảo sát động Bò Cúng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đánh giá bước đầu của các chuyên gia nghiên cứu về hang động cho thấy những tiềm năng, giá trị nổi bật của động Bò Cúng trong phát triển du lịch. Qua tham quan khảo sát, đo đạc động Bò Cúng, đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam nhận định, động này được hình thành từ hơn 4 triệu năm, có chiều cao so với mặt nước biển 420m, có chiều dài 1.078m, là động có nhiều thạch nhũ, mang đá đẹp. Đây là một trong những hang động lớn và đẹp, có tiềm năng phát triển du lịch bền vững. Hiện trên thế giới không có nhiều hang động có thạch nhũ đẹp như động Bò Cúng. Động Bò Cúng là một trong những động to và rất đẹp hơn những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Mỗi năm động Bò Cúng đón 25.000 khách tham quan, nhưng nếu biết cách bảo tồn thì số lượng khách đến nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta nên bảo vệ, giữ gìn cảnh quan tự nhiên trong hang động để phát huy giá trị của hang động trong phát triển du lịch và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Thời gian qua, động Bò Cúng đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh, ưa thích loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá. Huyện Quan Sơn đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát triển nơi đây thành một trong những trọng điểm du lịch của địa phương. Cùng với động Bò Cúng, huyện Quan Sơn còn có nhiều hang động, địa danh du lịch khác như động Nang Non, Bảng Băng, xã Sơn Lư, thác Ba, xã Tam Thanh, suối nước nóng Bản Khạn, xã Trung Thượng, thác Ma Hao, Bản Dinh, xã Trung Hạ. Những địa danh này nếu được đầu tư khai thác sẽ trở thành những điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 939 triệu đô la Mỹ, giảm 20,6% so với cùng kỳ và bằng 17,1% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế thế giới phục hồi chậm cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ tại nhiều quốc gia đã làm nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường lớn suy giảm mạnh. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của tỉnh phải linh hoạt ứng phó, lấy lại đà tăng trưởng trong quý 2. Quý 1 năm 2023, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Thanh Hóa là dệt may, da giày đều gặp nhiều khó khăn do đơn hàng và đơn giá giảm mạnh. Theo thống kê của Hiệp hội Dệt May, có tới 70% doanh nghiệp hội viên bị thiếu đơn hàng và phải chật vật tìm các phương án duy trì sản xuất, giữ chân người lao động. Tình hình khó khăn trong xuất khẩu dệt may được dự báo sẽ chưa thể kết thúc sớm. Với nhóm hàng nông thủy sản, dù chưa lấy lại đà tăng trưởng nhưng đã có dấu hiệu phục hồi và dự báo sẽ tăng trưởng khả quan hơn trong quý 2 và quý 3 năm 2023. Tại Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Nông sản Việt, sau khoảng thời gian xuất khẩu chững lại do thị trường thế giới biến động, từ tháng 2 và đặc biệt là tháng 3 năm 2023, xuất khẩu của đơn vị đã khởi sắc do thị trường được kết nối trở lại. Đáng chú ý, các thị trường lớn từ khu vực châu Âu như Anh, Pháp, Đức gia tăng tiêu thụ. 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã xuất khẩu được trên 3.000 tấn nông sản các loại, đạt 30% kế hoạch năm và vượt 5% so với kế hoạch đề ra trong quý 1.
khởi sắc đến thời điểm này đó là cái sự nhập khẩu lại của các nước bạn, tức là hàng tồn kho đối với khách hàng đến thời điểm này người ta đã tiêu thụ hết, tỷ giá đã ổn định, vận tải bên logistics đã được giảm nhiệt, thì bây giờ khách đã quay trở lại bắt đầu đã nhập hàng, đó là những tín hiệu rất tốt. Trong quý 2 năm 2023 thì có nhận định đó là cái thị trường nó sẽ khởi sắc hơn nhiều, sức mua của các khách hàng nó sẽ dồi dào hơn nhiều, và chúng ta phải tận dụng ngay từ bây giờ để làm sao để tăng năng suất. Các chuyên gia kinh tế đánh giá xuất khẩu hàng hóa năm 2023 tuy rất khó khăn nhưng không phải là không có cơ hội nếu doanh nghiệp biết khai thác tốt thị trường và tận dụng thị trường ngách để nâng cao sản lượng. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần phải bám sát diễn biến của thị trường, có các giải pháp ứng phó linh hoạt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái giá cả thị trường xuất khẩu nó giảm như thế này thì buộc chúng ta cũng phải làm việc lại với các cái đối tác cung cấp của chúng ta để mỗi khâu, mỗi cung đoạn tiết giảm một phần cái chi phí của mình. Mục tiêu cuối cùng là hướng đến rằng là phải đưa được, vẫn giữ vững được cái sản lượng xuất khẩu ra thị trường thế giới. Vì nếu không làm như thế thì hàng hóa sẽ ùn ứ lại cho cả một cái chuỗi. Đương nhiên nữa rằng là chúng tôi cũng phải triển khai cái việc là tối ưu hóa trong cái việc sản xuất ở công ty. Ngành công thương Thanh Hóa nhận định khó khăn về thị trường xuất khẩu còn kéo dài, đặc biệt là đối với các mặt hàng chủ lực, các thị trường lớn. Do đó, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, các đơn vị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cần chủ động nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, nắm bắt tín hiệu phục hồi của từng ngành hàng, từng thị trường để thúc đẩy xuất khẩu trong quý 2, bù đắp cho sự sụt giảm của quý 1, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tại Thanh Hóa, phụ nữ đang chiếm gần 50% lực lượng lao động, tham gia ở hầu hết các ngành nghề lĩnh vực. Thời gian qua, các mô hình hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh của các cấp hội phụ nữ ngày càng lan tỏa sâu rộng, giúp phụ nữ tự tin, khẳng định vai trò vị thế của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc, huyện Nông Cống được thành lập sau khi bà Nguyễn Thị Hường tham gia lớp học nghề tiểu thủ công nghiệp và được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ vay 200 triệu đồng. Từ chỗ chỉ vài chục lao động tham gia làm nghề, đến nay, Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc đã tạo việc làm cho 820 lao động trong và ngoài huyện. Hơn 50 tuổi mới khởi nghiệp, nhưng sau 7 năm, hiện bà Nguyễn Thị Hường có lợi nhuận từ làm nghề mỗi tháng hàng trăm triệu đồng. Cái lứa tuổi từ 45 đổ lên đến 70-80, nó rất phù hợp với cái tuổi cái nghề tiểu thủ công mỹ nghệ. Cho nên mà bản thân phải phát triển một cái nghề này thì thứ nhất là giúp cho người lao động có tuổi không đi làm ăn xa được mà cũng không còn cái độ tuổi để vào công ty được nữa. Thì để phát triển thứ nhất là phát triển kinh tế chung. Cái thứ hai là cái mặt thứ hai là cũng phát triển kinh tế cho gia đình. Thì có cái hợp tác xã mây che đan chứ tôi làm cái việc này cũng ổn định, tháng thì làm nhiều thì được 3-4 triệu. Để nâng cao quyền năng phát triển kinh tế cho phụ nữ, hàng năm trên cơ sở khảo sát nhu cầu của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn cho từ 300 đến 500 hội viên phụ nữ về nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, tư vấn thành lập các mô hình kinh tế. Đồng thời, khai thác các nguồn lực thông qua các đề án, dự án, chương trình, tổ chức hội thi, ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp, ngày phụ nữ sáng tạo, qua đó giúp hội viên phụ nữ hiện thực hóa các dự án, ý tưởng và mạnh dạn khởi nghiệp. Tôi là một người phụ nữ nông thôn, bình thường thì tôi chỉ có cái suy nghĩ là sản xuất hàng hóa để mà tiêu dùng, chưa mạnh dạn để mà sản xuất kinh doanh, nhưng mà thông qua các hoạt động thì tôi đã thay đổi cái tư duy của mình, là đã chuyển từ cái nhận thức là sản xuất hàng hóa tiêu dùng sang cái nhận thức sản xuất hàng hóa kinh doanh. Và sau khi mà được tiếp cận với ngày phụ nữ sáng tạo thì cái lượng khách hàng để tôi tiếp cận cũng nó rộng hơn và thị trường tiêu thụ thì nó cũng rộng lớn hơn ạ. Thông qua cái ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp thì cũng đã là tạo cho phụ nữ có những cái ý tưởng, có những cái sản phẩm thực tế tham gia vào cái sân chơi bổ ích để thể hiện, biến các cái ý tưởng sản phẩm, hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm để có cơ hội đưa ra thị trường và hỗ trợ giúp cho phụ nữ được thể hiện, khẳng định mình hơn trong cái vai trò phát triển kinh tế của cá nhân cũng như là kinh tế tập thể. Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ thành lập trên 800 doanh nghiệp, trên 350 hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Hội Phụ nữ, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn, tự tin, đổi mới tư duy cách làm, xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Chăn nuôi theo hình thức liên kết đang được đánh giá là hình thức ít rủi ro, mang lại thu nhập ổn định. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về đất đai, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đấu mối với các đơn vị doanh nghiệp phát triển các trang trại chăn nuôi liên kết chuỗi cho hiệu quả kinh tế bền vững. Những năm gần đây, các hộ dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã chuyển đổi sang liên kết với các doanh nghiệp để chăn nuôi gà lợn. Trong đó, các hộ chăn nuôi được cung cấp con giống, thức ăn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm theo mức giá hợp đồng. Do vậy, người dân hoàn toàn yên tâm đầu tư sản xuất, kể cả ở thời điểm dịch bệnh bùng phát hay giá cả thị trường có nhiều biến động. Gia đình tôi liên kết với CP xây dựng trại lợn 10 năm nay, quy mô phát triển là 1.200 lợn sinh sản. Nói chung là về công nghệ thì thực hiện theo quy trình của CP, và về thu nhập thì trừ chi phí mỗi năm thì thu nhập về 2 tỷ và giải quyết cho 30 công nhân. Phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, huyện Hậu Lộc đã khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại, đồng thời tạo thuận lợi hành lang pháp lý cho các đơn vị doanh nghiệp vào đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất với nông dân. Tính đến hết năm 2022, toàn huyện có 111 trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm, trong đó có 83 trang trại chăn nuôi theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp như công ty cổ phần CP Việt Nam, công ty cổ phần Sapa Confit Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa các trang trại liên kết đạt trên 200 tỷ đồng, bình quân mỗi trang trại có doanh thu gần 900 triệu đồng một năm. Thông qua hình thức liên kết, người dân được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm thiểu dịch bệnh, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Thực hiện chuỗi liên kết với các cụm trang trại thì thứ nhất là về xã thì chủ yếu là tạo điều kiện về cơ chế chính sách và cũng đã kêu thực hiện cái chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân tỉnh cho hai cụm trang trại làm trung gian tạo cái cho chủ trang trại đấu mối với các chủ có hộ đất mà không có nhu cầu sản xuất để cho các hộ tích tụ lại để thực hiện dự án mô hình trang trại. Việc chăn nuôi thì những năm gần đây thì chúng tôi có quy hoạch thành những cái vùng tập trung và hầu hết các hộ chăn nuôi trong quy hoạch thì đều liên kết với các công ty, các doanh nghiệp nuôi gia công. Công tác chăn nuôi tập trung như thế này thì nó hiệu quả hơn nhiều so với chăn nuôi nông hộ về cái công tác đảm bảo phòng chống dịch là yếu tố hàng đầu. Huyện Hậu Lộc phần đầu đến hết năm 2023 có 114 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí theo thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có khoảng 100 trang trại liên kết sản xuất. Huyện đang tăng cường khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả quy hoạch sang trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn theo hướng công nghệ cao và công nghệ cao trên diện tích 20 hectare, đồng thời hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. Theo quy định, để đạt tiêu chí 19.2, xã nông thôn mới phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm phối hợp với lực lượng công an, xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều năm trước đây, xã Đông Nam là một trong những địa phương thuộc diện trọng điểm phức tạp của huyện Đông Sơn. Từ năm 2016, xã đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng các mô hình an ninh trật tự như quản lý giáo dục người lầm lỗi trở về địa phương, an ninh trường học, lắp đặt hệ thống camera tại khu dân cư, hộ gia đình. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự của xã ổn định, xóm làng bình yên, không có các tệ nạn xã hội. Từ năm 2017 đến nay, xã Đông Nam đã được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp. Trước đây chưa có camera thì dân chúng tôi là rất lo lắng về sự gìn giữ các cụ ông nãi trong gia đình, nhưng từ khi có camera lắp đến nay thì chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm đi làm ăn xa không phải lo trộm cắp. Lực lượng công an xã sẽ tích cực bám nắm tình hình, nhận xét, phân tích để sớm dự báo, đồng thời là tích cực trong cái việc tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tăng cường cái hoạt động chỉ đạo để các cái hoạt động tích cực trong cái việc tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền về các cái đường lối chính sách của pháp luật, rồi tuyên truyền về các cái thủ đoạn hoạt động của đối tượng để nhân dân là biết cách phòng tránh. Với vai trò là cơ quan được giao phụ trách tiêu chí, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung tiêu chí phù hợp với thực tế. Trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự, đồng thời nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự điển hình hiệu quả.
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí để có biện pháp hướng dẫn kịp thời. Đặc biệt từ năm 2019, lực lượng công an chính quy về xã đã củng cố lực lượng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 360 xã, thị trấn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ khi bắt đầu có cái phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và đến bây giờ thì đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì vấn đề an ninh trật tự thì luôn được cấp ủy đảng, chính quyền đặt lên hàng đầu, kêu gọi được sự hưởng ứng của tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong xã. Thì có thể nói là rất nhiều năm trở lại đây thì trên địa bàn xã Vạn Thắng là không có xảy ra trọng án, không có các cái vụ việc vi phạm pháp luật. Trong thời gian qua, nhất là từ khi lực lượng công an xã được bố trí là công an chính quy, thì công an huyện Nông Cống đã chỉ đạo cho công an xã thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Về góp phần đảm bảo về thực hiện nông thôn mới, công an huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành nhiều chỉ thị, chương trình công tác, kế hoạch công tác để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện nay, Thanh Hóa có trên 90% số xã đạt tiêu chí xã đạt chuẩn an ninh chính trị, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Tuy nhiên, đây là tiêu chí rất dễ biến động nên các địa phương cần quan tâm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lượng công an nhằm đảm bảo duy trì an ninh trật tự trên địa bàn. Xác định vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân gây tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Yên Định đã và đang tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi vi phạm này, đặc biệt là vào ban đêm. Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Định, đặc biệt là vào các buổi tối, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ gia tăng. Để chấn chỉnh tình trạng này, công an huyện Yên Định đã giao cho đội cảnh sát giao thông trật tự tăng cường lực lượng, sử dụng máy đo nồng độ cồn để kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Chỉ trong một buổi tối, tổ công tác đã kiểm tra hơn 10 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ xe không uống rượu bia, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Công an huyện Định đã lập các kế hoạch cao điểm xử lý về các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về các chất ma túy và các hành vi vi phạm về tải trọng kích thước để nhằm làm giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Tập trung xử lý đặc biệt là các buổi vào ban đêm khi mà các người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường xuyên sử dụng nồng độ cồn vào các khung giờ từ 19:30 phút đến 23:00 đêm đã xử lý được gần 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua công tác kiểm tra cho thấy, một bộ phận người dân ý thức chấp hành các quy định của pháp luật chưa cao. Nhiều trường hợp khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy, tránh né hoặc không phối hợp kiểm tra nồng độ cồn, gây khó khăn cho tổ công tác làm nhiệm vụ. Thời gian tới, Công an huyện Yên Định tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là các người vi phạm tìm cách chống đối, lẩn trốn, bỏ chạy hoặc đẩy lại phương tiện, không thực hiện chấp hành việc thổi nồng độ cồn của cơ quan chức năng, gây ra khó khăn trong việc xử lý vi phạm cũng như là các cái xử lý các hành vi khác có liên quan. Trong thời gian tới thì lãnh đạo công an huyện Định đang lập kế hoạch phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác như lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông lập các kế hoạch, các phương án bố trí lực lượng, tăng cường lực lượng để bắt giữ các cái trường hợp mà bỏ chạy hoặc có dấu hiệu chống đối cái việc mà lực lượng chức năng tiến hành thổi nồng độ cồn cũng như các kiểm tra hành chính khác. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là thực hiện nghiêm quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô dừng đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh. Đến nay, việc xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm an toàn giao thông đã đạt hiệu quả khá tích cực. Trước đây trên tuyến đường Dương Đình Nghệ, đoạn ngay trước ga Thanh Hóa,
nhiều chủ phương tiện dừng đỗ xe ngay giữa lòng đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, tổ công tác thông báo bằng loa cho chủ phương tiện đến để xử lý. Trường hợp chủ phương tiện vắng mặt, tổ tuần tra sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi hình ảnh vi phạm hành chính của phương tiện, tiến hành lập biên bản, dán thông báo vi phạm để người vi phạm biết và chấp hành. Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày dán thông báo, nếu người vi phạm không đến làm việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ gửi yêu cầu tra cứu đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về thông tin của chủ phương tiện vi phạm, sau đó gửi thông báo vi phạm về địa chỉ chủ phương tiện. Sau hơn 2 năm thực hiện việc xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định qua hình ảnh, Công an thành phố Thanh Hóa đã ghi hình và xử lý vi phạm hơn 800 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định, với số tiền xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 700 triệu đồng. Nhờ những biện pháp xử lý nghiêm khắc, tình trạng vi phạm đã giảm nhiều so với trước đây. Người dân đã có ý thức hơn trong việc dừng đỗ xe. Để thực hiện tốt cái kế hoạch này thì lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức cho người dân trong cái việc dừng đỗ xe cũng như là tham gia giao thông. Tuy đã đạt được kết quả bước đầu trong việc xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định, song với thực trạng hiện nay, thành phố chưa quy hoạch được bãi đỗ xe. Trong khi đó, phương tiện cá nhân tăng cao, trung bình từ 7.000 đến 8.000 xe ô tô một năm. Chưa kể phương tiện của các địa phương khác tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố, nên vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định xảy ra trên các tuyến phố và cả các khu chung cư. Để xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm tra, phạt nguội bằng hình ảnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tháng 3 năm 2023, một nhóm bạn trẻ tại Thanh Hóa có chung tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường đã gặp gỡ thành lập nhóm tình nguyện 36 Xanh. Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng nhóm đã góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường cho cuộc sống thêm xanh. Nhận thấy môi trường xung quanh cuộc sống của chúng ta, em nhận thấy rất nhiều rác thải nhựa xung quanh các môi trường và các khu vực công cộng. Và xuất phát từ tinh thần thanh niên tình nguyện, cũng nhận thấy một số bạn trong môi trường học đường của mình cùng niềm đam mê và sự nhiệt huyết giống mình. Thì em có kết nối các bạn để tạo dựng một nhóm. Qua đó hàng tuần chúng em có thể đi thu gom rác thải và làm xanh sạch môi trường sống của thành phố Thanh Hóa cũng như các huyện thị lân cận. Vào cuối tháng 3, nhóm 36 Xanh tổ chức dọn vệ sinh tại chân cầu Nguyệt Viên, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Ở đây, do ý thức của một số người dân và hoạt động của thủy triều nên lượng rác thải tồn đọng khá lớn. Trong đó có các đồ gia dụng cũ và những vật sắc nhọn nguy hiểm. Chỉ trong một buổi chiều, khu vực này đã được nhóm 36 Xanh dọn dẹp sạch sẽ. Qua cái hoạt động của câu lạc bộ 36 Xanh thì về phía đoàn phường Đông Hải thì chúng tôi sẽ tích cực đấu mối với nhiều câu lạc bộ cũng như là phát động trong các bạn đoàn viên thanh niên tích cực hơn nữa trong cái việc nhặt rác, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dọc lưu vực sông Mã thuộc địa bàn phường Đông Hải nói riêng cũng như là trên toàn thể địa bàn nói chung. Từ 8 thành viên ban đầu, hiện tại nhóm 36 Xanh đã phát triển lên 11 thành viên và một số cộng tác viên. Họ là những người đã đi làm, học sinh, sinh viên nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, nên đã chung tay trong một công việc không phải ai cũng sẵn sàng làm, nhằm bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Những ngày đầu làm việc, nhóm gặp những khó khăn nhất định do không có kinh phí và trang thiết bị bảo hộ. Tuy nhiên, với tinh thần thiện nguyện, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, nhóm đã tự góp tiền mua đồ bảo hộ, dụng cụ thu gom. Đều đặn mỗi tuần 2 lần lựa chọn các điểm công cộng tồn đọng rác thải lâu ngày, các đoạn sông, kênh, địa điểm du lịch để thu dọn. Các thành viên đều phải tranh thủ thời gian nên mỗi buổi làm việc luôn diễn ra nhanh chóng, nghiêm túc để đạt hiệu quả cao. Khi hôm đấy thì có anh chủ nhiệm gọi cho em bảo là anh có một cái ý tưởng là anh sẽ thành lập một cái nhóm chuyên đi dọn rác. Và cái đấy là đúng chỗ em đang mong muốn, những cái điều em mong muốn để làm. Và em chỉ đồng ý em đi luôn. Em thấy là nó cũng là một điều có ý nghĩa, ít nhất là đối với bản thân em, ý nghĩa nhất là đối với môi trường, nơi mà bọn em đang sinh sống, học tập và làm việc. Nên là em chọn quyết định em tham gia. Trong mục tiêu tương lai thì nhóm em sẽ cố gắng lan tỏa thông điệp và kêu gọi thật nhiều các bạn trẻ trong và ngoài thành phố Thanh Hóa cùng chung tay làm sạch, bảo vệ môi trường tới đời sống, cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Qua đó đánh thức trong suy nghĩ của các bạn thành viên cũng như là mỗi cá nhân xung quanh chúng ta thì có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
Hiện nay, lượng rác thải hàng ngày càng nhiều, trong đó một phần chưa được thu gom xử lý, gây áp lực cho môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Từ những việc làm của nhóm 36 xanh cho thấy, nếu mỗi cá nhân, tổ chức cùng chung tay hành động, sống có trách nhiệm với môi trường thì sẽ tạo nên không gian sống sạch sẽ, trong lành, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.